Câu thứ ba, Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi. Trước nhà con có một cây to, người ôm vừa rất mát. Có một cây vối to, có cây vối to người ôm vừa rất mát. Nhưng có người bảo con là theo phong thủy trước nhà có cây to thì không tốt. Xin thầy hoan hỷ chỉ cho con lời khuyên. A Di Đà Phật. Đúng, ở trong phong thủy học, trong sách phong thủy học có nói rằng ở trước nhà có cây to thì không tốt. Nhưng cây to phải là cây to gì? Có những cây to thì lại tốt, có những cây to thì lại không tốt. Ví dụ ở trước nhà mình mà có những cái loại cây mà nó có gai, nó sắc, ví dụ như cây gạo, ngay trước cửa nhà nhìn ra, như vậy là không tốt. Các cụ ngày xưa nói là thần cây đa ma cây gạo. Rồi cây si, cây đa, cây si, cây xanh, cây đa to mà để ngay trước giữa nhà, ngay giữa cái gian giữa cái minh đường, giữa gian giữa thì còn ở giữa, nhưng mà ở xa hai bên này vẫn được thì là không tốt. Còn những cây khác, ví dụ cây bồ đề, hoặc những cây gì, cây vối này là loại cây gì để uống nước, hoặc là những cây gì, cây cây thông, hoặc là cây bách, cây tùng, vân vân, những cái cây đấy thì vẫn tốt, vẫn được. Không phải cây nào cũng không tốt đâu, có những cây thì lại tốt đấy. Nhưng các cụ ngày xưa về phong thủy người ta kiêng nhất là cây gạo, cây si, cây xanh, cây đa không nên để chính giữa cái cửa nhà mình, để lệch ra bên trái hoặc bên phải thì được, lệch ra cái gian bên cạnh ra thì được đấy. Cây gì cũng thế, để lệch ra thì được. Nhưng mà cây cũng có một số cây mà để thẳng vào gian giữa, nhưng mà nó ở cách xa khoảng độ 10 mét là ổn rồi. Cách xa cái khoảng độ tầm 10 mét là ổn rồi, từ cái hiên của nhà mình ra qua cái sân khoảng 10 mét, cái khoảng độ 7 mét trở lên thì để được, thì là ổn, không sao. Nó không vướng, không ướm, không vướng thì là được, để cho nó mát vẫn được. Đặc biệt nhà hướng Tây mà có cái cây đó vào thì mát, mà cây vối thì là dùng để uống nước, rất là tốt cho sức khỏe. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà từ nhà Phật tử này nó không ở chính giữa và gian giữa, nó ở sang gian bên cạnh thì cứ để không sao. Hoặc là nó cách khoảng từ 7 đến 10 mét từ trong cái hiên nhà mình ra rồi, từ cái bậc nhà trong hiên nhà mình ra 7 đến 10 mét thì để được, vì nó có khoảng không, khoảng trống thì để được, không sao.